Chào đón quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp của Hành trình tương lai. Thưa quý vị, ban biên tập chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi trở thành một người bạn của quý vị khán giả, đem đến những tin tức mới nhất và những giá trị về văn hóa truyền thống qua phần nhân sinh cảm ngộ. Trước hết, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Việt Nam có thêm 5 ca mắc viêm phổi Vũ Hán mới. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói tình hình Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định. Nghi phạm bạo hành con 6 tuổi bị bắt. Phát hiện hơn 5.000 thùng găng tay y tế giả. Bố mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường cùng người thân đến bệnh viện để nhận lại con mình. Cảnh báo một số lô sữa có hàm lượng sắt và kẽm thấp hơn quy định. Nhà mạng âm thầm trừ tiền khách hàng. Quận Hoàn Kiếm dự kiến cho phép nhiều dịch vụ xuyên đêm. Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đề xuất hoạch định chính sách xây dựng chung cư 5 sao lưu cho cốt. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 9 tháng 9, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc viêm phổi Vũ Hán mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể như sau. Ca số 1055 là một bệnh nhân nam 60 tuổi, có địa chỉ tại xã Quốc Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ca số 1056 là một bệnh nhân nam 11 tuổi, có địa chỉ tại phường Cửa Nam, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ca số 1057 là một bệnh nhân nam 30 tuổi, có địa chỉ tại xã Hoài Thương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ca số 1058 là một bệnh nhân nữ 4 tuổi, có địa chỉ tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ca số 1059 là một bệnh nhân nữ 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Các ca số 1055 đến 1059 về từ Ukraine về nước trên chuyến bay VN28 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 1 tháng 9 năm 2020 đã được chuyển cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất của các bệnh nhân vào ngày 3 tháng 9 là âm tính. Kết quả xét nghiệm lần thứ hai vào ngày 9 tháng 9 là dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo tờ Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto để thảo luận về quan hệ song phương và hợp tác giữa quân đội hai nước. Trong chuyến thăm, ông Ngụy Phượng Hòa phát biểu rằng hiện tình hình ở Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định nhờ vào nỗ lực chung của Trung Quốc và ASEAN. Câu nói này cũng được ông Ngụy Phượng Hòa đưa ra trong chuyến thăm Malaysia một ngày trước đó. Ông Ngụy đã có cuộc gặp với Thủ tướng Muhyiddin Yassin và Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob của Malaysia. Ông Ngụy nói rằng trong bối cảnh tình hình ở Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định, Trung Quốc nguyện nỗ lực cùng các nước ASEAN để giữ hòa bình và sự yên ổn của Biển Đông. Báo VN Express đưa tin Đặng Trung Kiên, người bạo hành con gái 6 tuổi ở Bắc Ninh, đã bị bắt tại Hà Nội sau nhiều ngày lẩn trốn. Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Kiên bị khống chế lúc 3 giờ ngày 9 tháng 9 khi đang trốn tại nhà bạn ở phố Tôn Đức Thắng, phường Hàn Bột, Đống Đa, Hà Nội. Trong sáng ngày 9 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã ra khởi tố bị can, tạm giam với Kiên về 3 tội, gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, ngược đãi hoặc hành hạ con và chống người thi hành công vụ. Người yêu của đối tượng đang bị tạm giữ với cáo buộc là đồng phạm trong hành vi chống người thi hành công vụ. Ngày 9 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố phát hiện hơn 5.000 thùng găng tay y tế giả nhãn hiệu Khải Hoàn trong một căn nhà ở huyện Nhà Bè. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 8 tháng 9, đội 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý thị trường bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn thùng găng tay y tế giả. Căn nhà này do một đối tượng tên V thuê để làm kho chứa hàng. Cơ quan công an đang truy tìm đối tượng V và tiếp tục làm rõ vụ việc. Theo tin tức trên báo Người Lao Động, khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, nhiều người thân của cháu bé NPD đã đến bệnh viện Sanh Pôn để làm thủ tục nhận cháu. Trong số đó bao gồm mẹ cháu bé và một nam thanh niên được cho là bố của cháu bé cùng hai bên nội ngoại. Buổi tiếp nhận diễn ra trong một tiếng, trong đó có đại diện cơ quan công an huyện Gia Lâm, chính quyền thị trấn Gia Lâm, đại diện bệnh viện Sanh Pôn.
Không có sự chứng kiến của các cơ quan truyền thông, bác sĩ Thái Bằng Giang, trưởng khoa sơ sinh bệnh viện Saint Paul cho biết, sau 3 tuần điều trị, sức khỏe em bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở khe tường đã hoàn toàn ổn định, không phải dùng thuốc, tự bú bình, chơi rất ngoan. Hiện cháu đã đủ điều kiện để xuất viện. Trong buổi bàn giao bé cho gia đình, bệnh viện sẽ công bố số kinh phí ủng hộ bé từ các mạnh thường quân. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có thông tin cảnh báo về sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em Nutrilat 1 và Nutrilat 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn MS Nutrition PT Singapore có hàm lượng sắt và kẽm thấp hơn quy định. 30 mẫu kiểm tra được lấy từ 6 lô, mã số 487, 488, 536, 537, 538 và 539 của sản phẩm Nutrilat 1 và Nutrilat 2 tại Campuchia được kiểm nghiệm đã cho thấy hàm lượng sắt và kẽm trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế Codex và quy định của Việt Nam. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, trước mắt Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không cho trẻ em sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo nêu trên và đề nghị thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương khi phát hiện sản phẩm được cảnh báo xuất hiện trên thị trường. Cục An toàn Thực phẩm đang liên hệ với Ban Thư ký của Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế InfoSan và Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm tại Campuchia để khẳng định và cập nhật thông tin chi tiết hơn. Gần đây, nhiều người sử dụng điện thoại di động bỗng nghe câu thông báo để lại lời nhắn sau tiếng bíp khi gọi cho người khác. Dịch vụ này cho phép người gọi để lại lời nhắn bằng âm thanh và sau đó lời nhắn sẽ được chuyển thành dạng văn bản và gửi đến máy người nghe dưới dạng tin nhắn SMS. Người nhận cũng có thể gọi lên tổng đài để nghe lại lời nhắn thoại. Sau khi để lại lời nhắn thì người gọi sẽ bị tính cước thông thường. Số tiền bị trừ sẽ tương ứng với gói cước mà khách hàng đang sử dụng. Dù vậy, rất nhiều người dùng di động không hay biết việc này. Luật sư Nguyễn Văn Đức, giám đốc công ty luật Kinh Luân cho biết bản thân ông cũng bị cài sẵn một số dịch vụ như thông báo cuộc gọi nhỡ, nhạc chờ và để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Tuy nhiên, vì sử dụng dịch vụ trả sau nên nhà mạng không đưa chi tiết cước phí mà chỉ báo tổng cộng số tiền nên hiện tại ông cũng không biết có bị trừ tiền các dịch vụ này hay không. Nếu là tính năng cài đặt sẵn mặc định cho khách hàng thì nhà mạng không nên tính phí. Còn với những dịch vụ giá trị gia tăng thì phải thông báo rõ kèm theo phí cụ thể. Khách hàng nào có nhu cầu sẽ đăng ký dịch vụ, ông Đức nói. Ngày 9 tháng 9, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho hay, đề án tổ chức thí điểm phát triển kinh tế đêm đang được quận lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Theo đề án, các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận được tổ chức không giới hạn thời gian hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần. Riêng hoạt động ngoài trời và các điểm di tích di sản phục vụ du lịch sẽ hoạt động đến 24 giờ. Đề án kinh tế đêm của quận Hoàn Kiếm đặt ra lộ trình từ tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, tập trung phát triển các không gian văn hóa, kinh tế, tạo động lực cho kinh tế đêm phát triển. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, quận Hoàn Kiếm sẽ phát triển kinh tế đêm ở tất cả các lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn. Hiện nay, các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Nội hoạt động đến 24 giờ. Một số cơ sở kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm tham gia thí điểm mở rộng thời gian kinh doanh được hoạt động đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Liên quan đến sự việc cho cốt ở chùa Kỳ Quang 2 bị chất xó thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày vừa qua, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho hay trường hợp người dân có nguyện vọng thỉnh linh cốt đi nơi khác mà chưa tìm được chỗ thì có thể gửi đến chùa Vĩnh Nghiêm, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn miễn phí. Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm kể trên là Thượng tọa Thích Thanh Phong không những đón nhận mà còn đề xuất thêm ý tưởng xây dựng mô hình chung cư tiêu chuẩn 5 sao để bảo quản cho cốt của người đã khuất. Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, dù hầu hết tất cả các chùa hiện đều có những phương án để bổ sung diện tích các tháp cốt, tuy nhiên việc quá tải là điều không thể không xảy ra. Diện tích nhà chùa không thể sinh ra thêm, trong khi đó lượng người gửi cho cốt vào chùa lại không ngừng tăng. Do đó, mô hình chung cư chứa cho cốt theo tiêu chuẩn 5 sao là điều Thượng tọa Thích Thanh Phong cho rằng cần thực hiện. Thượng tọa Thích Thanh Phong nói, sau này tất cả các chùa đều sẽ quá tải, nên chúng tôi đã có phương án bàn với giáo hội và kêu gọi một số doanh nghiệp hỗ trợ. Chúng tôi sẽ xin nhà nước đầu tư hẳn một khu quy mô tầm cỡ quốc tế để xây dựng chung cư cho người đã khuất, giống như Nhật Bản và Đài Loan đã làm. Thay vì một cái chung cư cho người sống, chúng ta sẽ xây một cái chung cư cho người quá cố để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nguồn tài nguyên đất cho nhà nước. Các gia đình khi để đây cũng sẽ an tâm hơn. Tiếp theo sẽ là tin tức về Trung Quốc. Trước tiên là phần điểm tin chính.
Trung Quốc tuyên huấn PLA tự tin đánh bại Ấn Độ. 18.000 người dân Nội Mông viết thư phản đối chính sách diệt chủng văn hóa của Bắc Kinh. Disney bị chỉ trích vì quay phim Hoa Mộc Lan ở Tân Cương. Nghị viện Úc trình kiến nghị kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng bức hại Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ Taiwan News, ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan truyền thông lớn nhất của chính quyền Trung Quốc, đã có động thái làm gia tăng mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Bắc Kinh và New Delhi bằng cách tuyên bố rằng quân đội Trung Quốc PLA tự tin sẽ đánh bại hoàn toàn quân đội Ấn Độ nếu xung đột nổ ra. Ông Hồ đã đăng một dòng tweet, trong đó ông cáo buộc quân đội Ấn Độ sử dụng vũ khí có mục đích là vi phạm một thỏa thuận giữa hai nước, đồng thời cho rằng vũ khí của PLA vượt trội về số lượng và chất lượng so với quân đội Ấn Độ, và nếu xảy ra xung đột binh lính Ấn Độ sẽ phải hứng chịu một thất bại thảm hại hơn năm 1962. Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự phía Tây Trung Quốc đã tỏ ra khó chịu sau khi quân đội Ấn Độ được cho là đã vượt qua đường ranh giới kiểm soát thực tế LAC, xâm phạm lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở bờ Nam Hồ Pangong và nổ súng chỉ thiên cảnh cáo quân Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tờ The Times of India, dẫn nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho biết rằng chính quân đội Trung Quốc mới là lực lượng đã nổ súng khi cố gắng tiếp cận quân đội Ấn Độ ở phía đông Ladakh. Các trường học ở khu tự trị Nội Mông chính thức bắt đầu học kỳ mới từ ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, do bất mãn với quy định của nhà chức trách về việc thay thế hoàn toàn dạy tiếng Mông Cổ bằng tiếng Hán, một quy định được người dân địa phương gọi là diệt chủng văn hóa. Những ngày gần đây, bên trong lớp học tại các trường ở Mông Cổ thường vắng vẻ, rất nhiều học sinh đã từ chối đến trường. Người dân Nội Mông cho biết, cảnh sát địa phương khắp nơi đang lùng bắt các em học sinh người Mông Cổ, buộc các em phải trở lại trường học. Hành động này đã khiến nhiều người hơn nữa tham gia phản kháng. Trung tâm Thông tin Nhân quyền miền Nam Mông Cổ cho hay, đã có hơn 16.000 đơn thỉnh nguyện và 2.600 thư phản đối do các em học sinh viết. Thậm chí, các đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân khu tự trị Nội Mông do chính quyền địa phương đích thân lựa chọn cũng đã cùng nhau ký tên đốc thúc chính phủ thu hồi kế hoạch này. Trong một diễn biến liên quan, Đài Á Châu Tự Do AFA cho biết các quan chức Trung Quốc đã bắt giữ hàng trăm người ở Nội Mông vì tham gia biểu tình. Hãng phim Disney đang hứng chỉ trích vì đã quay bộ phim Hoa Mộc Lan ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc, nơi chính phủ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Khoảng 1 triệu người, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, được cho là đang bị giam giữ ở tỉnh Tân Cương. Cuối bộ phim, đoàn làm phim đã gửi lời cảm ơn một số cơ quan chính phủ ở Tân Cương, gồm Văn phòng An ninh Công cộng ở thành phố Thơpan, Bộ Tuyên truyền Ủy ban Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của chính quyền Trung Quốc. Arian Zen, chuyên gia về Trung Quốc, nói với BBC rằng Văn phòng An ninh Công cộng ở Thơpan được giao nhiệm vụ điều hành các trại cải tạo của Trung Quốc, nơi người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ. Ông Zen mô tả Disney là một tập đoàn quốc tế trục lợi trong bóng tối của các trại tập trung. Trong khi đó, nhà hoạt động Shao Zhang cũng chỉ trích hãng phim Disney. Anh viết trên Twitter rằng, có bao nhiêu nghìn người Duy Ngô Nhĩ bị Cục Công an Thơpan đưa vào trại khi phim Hoa Mộc Lan được quay ở đó. Bộ phim Hoa Mộc Lan được chuyển thể từ phim hoạt hình cùng tên của hãng phim Disney ra mắt năm 1998. Bộ phim đang đối mặt với làn sóng tẩy chay ở Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan do diễn viên chính của bộ phim là Lưu Diệc Phi năm ngoái đã công khai ủng hộ cảnh sát Hồng Kông, mặc dù lực lượng này bị cáo buộc lạm dụng bạo lực trong trấn áp người biểu tình. Mới đây, Nghị viện Liên bang Úc Julian Leeser đã đệ trình bản kiến nghị đính kèm hơn 1.000 chữ ký của các cử tri trong khu vực bầu cử của mình lên Hạ viện, với nội dung kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức trả tự do tất cả học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp pháp. Ngoại trưởng Úc Murray Spaney đã bày tỏ quan tâm về bản kiến nghị của những người tập Pháp Luân Công nhằm chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống. Phát biểu về nội dung kiến nghị tại Hạ viện, ông nói, Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần bắt nguồn từ Trung Quốc vào năm 1992. Những người tập Pháp Luân Công chiều theo các nguyên tắc đạo đức, chân, thiện, nhẫn làm tiêu chí sống hàng ngày. Năm 1999, sự phổ biến nhanh chóng của Pháp Luân Công khiến chính quyền Trung Quốc đã chuyển từ ủng hộ sang đàn áp. Cuối bài phát biểu, ông Julian Leeser kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức phóng thích người tập Pháp Luân Công bị coi là tù nhân lương tâm. Và sau đây sẽ là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu bông, cà chua từ Trung Quốc do vi phạm nhân quyền.
Ông Joe Biden đã mềm mỏng với Trung Quốc 47 năm. Mỹ tăng cường theo dõi Trung Quốc tập trận trên biển. Châu Âu triển khai kế hoạch tự chủ chiến lược tránh phụ thuộc Trung Quốc. 100.000 người tuần hành ở thủ đô Minsk yêu cầu nhà lãnh đạo Belarus từ chức. Đài Loan tố chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập không phận. Gia tăng các vùng có nguy cơ lây nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán cao tại Indonesia. Quân đội Philippines hợp tác với công ty thân Trung Quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết. Một phát ngôn viên của Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ CBP cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho việc chặn nhập khẩu các sản phẩm bông và cà chua từ khu vực Tân Cương, Trung Quốc vì có cáo buộc rằng chúng được sản xuất bởi lao động cưỡng bức. Theo dự kiến ban đầu, chính quyền Trump sẽ ra thông báo chính thức về lệnh cấm này vào ngày 8 tháng 9. Tuy nhiên, nó đã được hoãn lại cho tới tuần này. Theo dự kiến ban đầu, chính quyền Trump sẽ ra thông báo chính thức về lệnh cấm này vào ngày 8 tháng 9. Tuy nhiên, nó đã được hoãn lại cho tới cuối tuần này vì các vấn đề về lịch biểu. Ủy viên trợ lý điều hành CBP Brenda Smith nói với hãng tin Reuters rằng lệnh cấm nhập khẩu khi có hiệu lực sẽ áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng liên quan đến bông, bao gồm sợi bông, hàng dệt và may mặc, cũng như cà chua, bột cà chua và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ khu vực Tân Cương. Theo hãng tin Reuters bình luận, lệnh cấm bông và cà chua cùng với 5 lệnh cấm nhập khẩu khác liên quan đến lạm dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương sẽ là một động thái chưa từng có của CBP và có khả năng gia tăng căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung. Theo luật pháp Hoa Kỳ, CBP được phép giữ các lô hàng bị nghi ngờ có liên quan đến lao động cưỡng bức nhằm chống lại nạn buôn người, lao động trẻ em và các hành vi vi phạm nhân quyền khác. Thượng nghị sĩ Tom Cotton trong chương trình Fox and Friends phát biểu rằng Trung Quốc thích ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đắc cử hơn là Tổng thống Donald Trump. Nghị sĩ Cotton nói rằng Joe Biden đã công khai chính sách mềm mỏng với Trung Quốc trong 47 năm, trong khi Tổng thống Trump lại thẳng tay trừng phạt họ. Trong chiến dịch tranh cử này, không phải 20 năm trước mà ở trong chiến dịch này, Joe Biden nói rằng Trung Quốc không phải là kẻ thù của chúng ta. Họ không phải là người xấu. Điều đó tương tự như khi ông ấy muốn đến Trung Quốc hết lần này đến lần khác để nâng ly chúc mừng Tập Cận Bình và ca ngợi sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan đối với Trung Quốc vì họ đã lấy đi tài sản của chúng ta và không giao dịch công bằng với nước Mỹ. Giờ đây, ông ấy sẽ hành động để khiến họ phải trả giá vì đã để đại dịch virus corona lây lan ra toàn thế giới. Do đó, ông Cotton nhận định không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc muốn làm việc với Joe Biden. Quân đội Mỹ được cho sẽ tăng cường triển khai các máy bay trinh sát để theo dõi cuộc tập trận hải quân của Trung Quốc trong tuần này ở biển Hoa Đông. Theo tờ South China Morning Post, ngày 9 tháng 9, chính quyền tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã công bố khu vực cấm tàu thuyền dân sự ở biển Hoa Đông từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 9 vì các hoạt động quân sự. Trên Twitter, tổ chức sáng kiến thăm dò chiến lược Biển Đông SCSSPI ở Bắc Kinh cho rằng máy bay trinh sát CL-604 của Mỹ đã rời căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản và sau đó được phát hiện gần bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo SCSSPI, vào ngày 8 tháng 9, một máy bay trinh sát CL-604 khác của Mỹ được phát hiện gần khu vực chính quyền Chiết Giang cấm tàu thuyền dân sự ở biển Hoa Đông. Bên cạnh đó, Mỹ còn điều thêm một chiếc CL-604 ra Biển Đông. Các hoạt động mới này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng quy mô đến mức chưa từng có của các cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển nước này. Cùng lúc, Mỹ tăng cường số lượng tàu chiến, máy bay theo dõi hoạt động của quân đội Trung Quốc trong khu vực. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Diễn đàn Kinh tế Brussels cho biết, Liên minh châu Âu-EU đang triển khai kế hoạch tự chủ chiến lược để giữ thế chủ động đối với các sản phẩm thiết yếu sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán, tránh phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc. Bước đi táo bạo này là cơ sở để bảo vệ công dân và bảo vệ doanh nghiệp của châu Âu. Ông Michel nói rằng chiến lược công nghiệp của châu Âu sẽ thúc đẩy sự độc lập cao hơn và đảm bảo rằng châu Âu có quyền truy cập vào tất cả các nguồn lực cần thiết để đảm bảo sự thịnh vượng của công dân. Chẳng hạn, điều này bao gồm quyền tự chủ lớn hơn trong việc sản xuất các thiết bị vi xử lý, các loại thuốc quan trọng và các sản phẩm thiết yếu khác. Các nước châu Âu đã trở nên lo lắng về chuỗi cung ứng cho nền kinh tế châu Âu sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cho thấy họ bị phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc về thiết bị y tế, nguyên liệu thô cho thuốc và linh kiện cho ngành công nghiệp xe hơi.
Theo hãng tin AP mới đây cho biết, hàng chục ngàn người biểu tình đã tuần hành quanh dinh thự Tổng thống ở thủ đô Belarus, kêu gọi nhà lãnh đạo độc tài từ chức khi các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Alexander Lukashenko bước sang tuần thứ 5. Cảnh sát và quân đội đã chặn trung tâm Minsk, nhưng người biểu tình tuần hành đến vùng ngoại ô dinh độc lập, cách nơi làm việc của Tổng thống 3 km bên ngoài trung tâm thành phố. Các khu vực quanh dinh độc lập đã bị chặn bởi các lá chắn, cảnh sát chống bạo động và vòi rồng. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Olga Chemodanova cho biết các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở các thành phố lớn trên khắp Belarus. Quy mô các cuộc biểu tình chưa được xác nhận, nhưng Alex Bialyatsky, người đứng đầu tổ chức nhân quyền Viasna, cho biết cuộc biểu tình tại thủ đô Minsk đã thu hút hơn 100.000 người xuống đường. Các cuộc biểu tình với quy mô và thời gian tồn tại chưa từng có tiền lệ ở Belarus nổ ra sau khi kết quả bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8, cho thấy ông Lukashenko sẽ tiếp tục tại vị nhiệm kỳ thứ 6 với 80% phiếu bầu. Những người biểu tình cho biết kết quả bầu cử đã bị gian lận và một số người đã giải thích với các nhà báo của hãng tin AP chính xác cách thức gian lận diễn ra ở quận của họ. Ông Lukashenko đã trị vì đất nước này bằng nắm đấm sắt kể từ năm 1994, thường xuyên đàn áp những người bất đồng chính kiến và tự do báo chí. Theo hãng tin Reuters, cơ quan phòng vệ Đài Loan trong một thông báo cho biết nhiều chiến đấu cơ Su-30 và J-10 của Trung Quốc đã bay vào vùng đáp trả của Đài Loan ở phía Tây Nam vào ngày 9 tháng 9 và gọi đây là hành động gây bất ổn, đe dọa hòa bình khu vực. Đài Loan kịch liệt lên án các hành động đơn phương của Trung Quốc đại lục gây tổn hại đến hòa bình và ổn định của khu vực. Lực lượng phòng vệ Đài Loan đồng thời tuyên bố đã phản ứng nhanh chóng và phù hợp trước tình huống như thế này, đồng thời kêu gọi người dân không quá lo lắng. Tờ Liberty Times đưa tin rằng Đài Loan đã phát 24 cảnh báo qua vô tuyến yêu cầu các máy bay Trung Quốc rời khỏi khu vực. Tiếp theo sẽ là một vài tin tức về khu vực Đông Nam Á. Người phát ngôn đơn vị đặc trách ứng phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của Indonesia, ông Wiku Adisatmito, thông báo các vùng dịch có nguy cơ lây nhiễm cao ở nước này đã mở rộng trong thời gian gần đây với số ca mắc gia tăng. Theo ông, số thành phố và quận huyện được phân loại có nguy cơ lây nhiễm cao hay còn gọi là vùng đỏ đã tăng từ 65 lên 70 trong một tuần qua. Ông Adisatmito cho rằng đây là điều đáng quan ngại vì nguy cơ lây nhiễm ở một số khu vực đã xấu đi, từ mức nguy cơ vừa phải lên mức nguy cơ cao. Ngoài ra, số thành phố và quận huyện được phân loại có nguy cơ dịch bệnh ở mức vừa phải, tức là vùng màu cam, đã tăng từ 230 lên 267. Indonesia có tổng cộng 514 thành phố và quận huyện. Tờ Rappler đưa tin, bất chấp các mối lo ngại về an ninh quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã ký hợp đồng hợp tác với Dito Telecommunity, một công ty do Trung Quốc hậu thuẫn, cho phép công ty trên xây dựng các trạm viễn thông trong các doanh trại của Philippines. Ông Lorenzana cho hay, lực lượng vũ trang Philippines đảm bảo rằng họ sẽ thiết lập các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn bất kỳ rủi ro liên quan tới xâm phạm an ninh. Trước đó, các chuyên gia quân sự đã bày tỏ quan ngại rằng việc nghe trộm, chặn sóng và gây nhiễu tần số vô tuyến nằm trong số những rủi ro có khả năng cao xảy ra khi hợp đồng được cho phép thực hiện. Điều này có thể gây bất lợi cho hoạt động của các lực lượng vũ trang Philippines và thậm chí là quyền riêng tư và an ninh của những người dân thường Philippines. Sau đây sẽ là phần tin đáng chú ý trong ngày. Trước tiên là tin đáng chú ý tại Việt Nam. Tối ngày 9 tháng 9, Bộ Y tế công bố Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm trên cả nước đang là 1.059 ca, trong đó có 35 ca tử vong và 131 ca đang điều trị, 890 ca đã hồi phục. Thưa quý vị, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 37.474 ca, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 834 ca. Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 13.365 ca. Cách ly tại nhà nơi lưu trú là 23.274 ca. Tiếp theo là phần tin đáng chú ý trên thế giới. Mới đây, Nghị viện Liên bang Úc Julian Leeser đã đệ trình bản kiến nghị đính kèm hơn 1.000 chữ ký của các cử tri trong khu vực bầu cử của mình lên Hạ viện, với nội dung kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức trả tự do cho tất cả học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp pháp.
Cơ quan phòng vệ Đài Loan trong một thông báo cho biết nhiều chiến đấu cơ Su-30 và J-10 của Trung Quốc đã bay vào vùng đáp trả của Đài Loan ở phía Tây Nam vào ngày 9 tháng 9 và gọi đây là hành động gây bất ổn, đe dọa hòa bình khu vực. Tiếp theo là số liệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán theo nguồn World Meter. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lúc này là 27.761.523 ca. Tổng số ca tử vong đang là 902.306 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 19.845.602 ca. Thưa quý vị và các bạn, những con số vừa rồi đã khép lại phần tin tức tổng hợp và những tin tức về dịch viêm phổi Vũ Hán ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé. Trong xã hội ngày nay, có nhiều khi lương thiện bị coi là ngốc nghếch. Người ta còn hay nói làm người thiện dễ bị ức hiếp. Nhưng dù cho con người có cố gắng khôn ngoan giảo hoạt đến mức nào, hình như chúng ta đều có chung một cảm nhận. Đạo đức tha hóa khiến cho chúng ta ngày càng thống khổ. Thiện tâm khoan dung có thể cảm hóa lòng người, chuyển xấu thành tốt, hóa giải mâu thuẫn khiến lòng người an lạc. Nhân sinh nhất niệm thiên địa tận giai chi, một niệm của con người vừa xuất ra thì thiên địa đều tỏ. Cố Huấn có câu, đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm. Muốn làm một người thiện lương, cần phải thường hằng tâm lương thiện mới có thể làm được. Tâm nghĩ thiện thì việc mới lương, kiên trì thực hành ắt tích tiểu thành đại. Người thuần thiện thuần chân không phải là ngốc nghếch, giả gian mới ngờ nghệch, họa dáng thân nhãn tiền. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần nhân sinh cảm ngộ của Hành Trình Tương Lai. Thưa quý vị, người ta vẫn thường nói có sức khỏe là có tất cả, vậy nên Ngọc Trang vẫn muốn chia sẻ đến quý vị hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chủ động bảo vệ mình trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Và có một phương pháp được nhiều người thực hành để giúp cải thiện tinh thần và sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và lo âu, tăng cường năng lượng và sức sống, đó chính là luyện tập khí công. Một lần nữa cảm ơn tình cảm quý vị đã dành cho Hành Trình Tương Lai và rất mong quý vị khán giả tiếp tục theo dõi, đăng ký kênh Hành Trình Tương Lai dự báo thời tiết quý vị nhé. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi một video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.